Hai chào bạn, nay ngày 27 tháng 10 năm 2024, shop Hân My xin giới thiệu mẫu Phoenix M9. Khung sườn được trang bị khung sườn nhôm, sườn xử lý không mối hàn và đi dây âm sườn. Màu sắc con xe là màu xám xanh. Giá xe đang được bán với giá 4.850.000. 4.850.000, một mức giá rất dễ mua và dễ xài nha các bạn nha. Bánh 29, hai thắng đĩa cơ, sườn nhôm. Tên xe thương hiệu xe Phoenix M9. 4.850.000. Xe mới rất đẹp, kiểu dáng rất là bắt mắt. Tay đề Shimano. Ghi đông bô tăng nhôm Phoenix tay đề Shimano. Xe được trang bị tổng cấu hình như sau: tay đề Shimano 3 đĩa và 8 lip. Shimano 38. Ghi đông bô tăng nhôm Phoenix Shimano 3 đĩa và 8 lip. Giá 4.850.000. 4.850.000. Bánh bạc đàn, sườn nhôm, sườn xử lý không mối hàn và đi dây âm sườn. Cột nhúng dầu. Có khóa cột. Tên xe thương hiệu xe Phoenix M9. Bánh trước, bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh. Hai thắng đĩa cơ. Bánh 29, vỏ CT Ontaran. Bánh bạc đạn. Cột Phoenix. Vỏ là vỏ CT của Jensen. Nền MTB Phoenix. Size vỏ là 29x2.10. Niền nhôm. Bánh 29. Hai thắng đĩa cơ. Bánh bạc đạn dùng ti bật tháo mở nhanh. Giá xe 4.850.000. Phoenix M9. Sườn xử lý không mối hàn và đi dây âm sườn. Màu chuyển màu rất đẹp. Màu ngọc trai. Rất đẹp. Yên Phoenix. Khóa cốc yên. Giá 4.850.000. Cùi đề đĩa Shimano Tunay. Giờ đĩa Shimano. Cùi đề đĩa Shimano Tunay. Giờ đĩa Shimano. Sơn 8. Phoenix M9 lip 8 tầng Shimano. Cùi đề lip Shimano tuần này. Hai thắng đĩa cơ, sườn nhôm. Giá 4.850.000. Một mức giá rất dễ mua nha các bạn nha. 4.850.000. Sườn làm rất đẹp và rất chắc chắn. Phoenix M9. Cái mã sản phẩm này làm nên tên tuổi của dòng thương hiệu Phoenix nha các bạn nha. Quá đẹp luôn. Sườn thiết kế quá đẹp và quá ok trong tầm giá mà có 4.850.000. Bao ship nữa. Các bạn tới nhà tự đạp xe về có giảm giá. Phoenix M9.
xe vừa đẹp mà vừa cứng, giá hợp lý, đồ phụ tùng đều là hàng chính hãng của công ty Phoenix đứng ra chịu trách nhiệm phân phối và bảo hành. Chế độ bảo hành là khung xe bảo hành 2 năm, đề líp là hỗ trợ sửa chữa miễn phí, vỏ, ruột, bạc đạn là không bảo hành. Tay đề tay thắng Shimano, sườn nhôm phục nhúng dầu, có khóa phục, 2 thắng đĩa cơ. Màu sắc rất đẹp. Bánh 29, niền nhôm phục khí, yên Phoenix, khóa cốc yên, cùi đề đĩa Shimano Tunay, cùi đề líp Shimano Tunay, giò dĩa Shimano. Hàng làm rất chuẩn luôn. Đề líp là ngọt cực kỳ. Tại vì sử dụng đồ phụ tùng Shimano chính hãng nên con xe trang bị bộ rúp rất ngọt và rất êm, xài rất bền. Giá có 4.850.000. Phoenix M9. Rồi chào bạn ạ. À.